Wow, một bọc đồ ăn ghê chưa, mới nhận từ thành phố Bến Tre. Một gói khớp mắt, giờ để khui ra cái gì trong. Bánh bía sầu riêng chiến lợi phẩm, đậu phộng, đậu phộng đây, hai củ khoai lang, hai củ khoai lang còn nóng hổi luôn, đậu phộng còn nóng hổi luôn. Nhiều đó là chiến lợi phẩm đây. Đây là một con bánh bẹt, còn bánh tét nè. Đây là một cặp bắp, hai cái bắp còn nóng hổi luôn. Trời ơi quá trời ngon. Đây là mấy món ưa thích. Đây là còn cái túi xốp hết rồi, rồi túi thùng hết hết. Đây, hai chục bắp, bánh bía, khoai lang, đậu phộng và bánh tét. Nhận quà được nhiêu đây này? Một hai ba bốn năm món. Đây là đồ ăn vặt, đồ ăn vặt nhiêu đây là nằm giống cái toàn thưởng thức thôi. Này trước đi. Bánh bía này, bánh bía công phát này, nhưng sầu riêng ngon. Quá trời ngon luôn. Ngọt quá trời ngọt như sầu riêng đã. Mềm
không mùi sầu riêng. Ăn miếng bánh bía nó ngọt quá, giờ ăn này vô thì nó lạc nhất. Đưa tới nóng nực ngồi ăn khoai lang, nuốt nó muốn dẹo cái phần cổ. Ngon quá, ăn không nổi. Con khúc à, khúc này để dành tối ăn, ngán quá ăn nó. Đột này bỏ tủ lạnh tối giúp. Còn đang bánh tét nha. Còn bánh tét này chắc ăn nổi. Còn nóng hổi luôn. Này mới gà lò hay gì á. Nóng hổi á. Đậu phộng. Ăn đậu phộng đi. Đấy. Được ba hộp. Nãy ăn cái bánh bía ăn trước dở, để cái bánh bía ăn trước ăn sau, ăn mấy cái này vô ăn sau, ăn bánh bía nó ngọt quá, giờ ăn này nó nhách, giờ không được, giờ phải đi kiếm cái gì uống nước rồi vô nó mới hết. Đậu chặt hộp ghê không, 4 hộp đậu ăn ngon. Khúc này tối ăn, giờ làm khúc này trước. Ngọt ngọt quá. Ngon quá.
Ngọt quá chừng. Ăn bắp này mình phải lột từ hột vậy nè, ăn mới thưởng thức được cái vị ngon của nó. Còn cạp á, ăn như trư bát giới, cạp ăn không có biết cái vị ngon. Ăn vậy mới biết, cắn vô hột bắp nó xịt sữa ra, nó ngọt. Ăn mà cạp cạp ăn nó không ngon. Mình bắp mình phải hộp một hộp nè, rồi mình đếm đếm rồi ăn được bao nhiêu hộp. Không, ăn phải gỡ ra mình đếm nha. Nha, tay thì phải lột, lột rồi mình nhai, người ta gọi là lột nhai, lột bắp, lột nhai, lột nhai. Bắp đâu phải vậy mới thưởng thức được cái vị ngon của bắp. Cảm không biết vị ngon lắm. Người ta nói lọc á, lọc vậy là ăn chậm, nhưng mà tại lọc không quen, chứ lọc quen rồi lọc như máy vậy á, nghe lãi vậy lắm. Được. Ngon quá. Không, mới lọt ra mà nó hết nửa nửa khúc vậy đó. Mới lọt từ từ. Lọt lê vậy. Cảm giác nó ngon. Còn cạp sọc đậu ăn đâu ngon. Không có thưởng thức được cái gì của bác. Chút xíu vậy là ăn cái cùi bắp trơn luôn, phải bẻ khúc này đang ngon trơn, không ăn nữa nó mất ngon, phải làm thêm khúc nữa. Này phải bẻ ăn khúc nữa. Làm thêm khúc vậy nữa là bắp ăn nó mới đã đó, đó, thấy không? Vàng eo luôn, thấy ham không? Rồi, rồi bắp vậy để ăn ba phát. Rồi mình phải lại từ hộp nữa. Mới lại có một chút mà hết có cần. Giờ mình lại cái nữa một chút nữa. Hết khúc này luôn. Lại lia lại lia ngày là vậy lại bóc nãy giờ không có cái gì uống để đi kiếm cái gì uống.
từ học, mình lại ở từ học lại từ hàng, hay là lại từ hàng từ học, lại cho nó ra ăn nó một ngày. Trời này nóng quá trời, trưa nằm tôi nói đổ mồ hôi và ngồi muốn làm gì, nhận được gói quà từ Mỹ gì ở gì cho nên giờ ngồi ăn đỡ buồn. Ngon quá. Nguyên cái hàm răng luôn á, đó. Đó không? Ai nói lột bắp chậm đâu, lột nó có nghệ thuật của lột, lột vậy làm sao mà người ta ăn cho lợi, mà cái hộp, cái cùi á nó sạch đơn à, đó, vậy đó, sao người ta ăn lại mình, đúng chưa? Vậy ai nó lột lột bắp là chậm đâu đó. Dạ đó là nghệ thuật lột bắp đây, lột cái nào gà hàng nào là gà hàng này, ăn rất sạch sẽ đó, nó sạch tên luôn, không có mà cạp sùi 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 lên cạp mà giống như là mấy con vịt mà nó cạp vậy đó. Bắp sạch trơn. Rồi xong. Rồi. Ăn nhiêu đây, đây còn nhiêu đây nữa để dành tối tiếp. Bye nha. Này là tối mình thưởng thức tiếp. Giờ đi kiếm cái gì uống cái đã.